Dream. Rồi. Má dầm vãi. Đi 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 đi, tao đấy có đạn rồi, tao có mỏ cái súng rồi. Có thu lục nè, súng đạn nè. Súng lục làm được đéo gì. Nhà đó chắc chưa? Súng lục phải như đĩ hoàng vậy đó. Nhà đó chắc rồi luôn, không có gì đó. Ủa mới bắn bắn xuyên nhà luôn. Đứng ngoài đồng rồi kìa. Bởi vậy. Chạy ra chỗ cầu đi, chạy ra chỗ cầu đi. Má tao mắc cười hồi nãy quá. Có thuyền nè. Má cái súng với cái cuốc. Trời ơi là trời. Tao tưởng tao nó lụm cái súng nó bắn tao chứ. Ai ngờ nó lụm cái cuốc. Chắc hoảng với nhau. Không cuốc hồi nãy là cũng là tao lượm cái súng không được bắn chết rồi. Má ơi nó lụm cái cuốc nó bữa tao. Tao lụm cây súng, tao lụm có một băng đạn thôi, chưa kịp lụm đạn nữa, lụm một băng một thôi. Quay lại tao nã tao chết luôn. Xong tao vừa bước ra cửa tao gặp thêm một thằng đang bắn tao nữa. Nó hài vãi. Trời súng, sao súng? Ủa, cái gì vậy? Tao mới đi xuyên tường luôn nè. Gì đây mét gì? Gì? À, đây. Ờ. Có gà mát nè. Gà mát tao mới mua luôn rồi. Tao mày mua là mày không cần phải Ừ, không cần lượm, không cần lượm nữa. Phải. Nó có rẻ lắm mày ơi, có mấy chục sen à, mấy chục đồng. Thằng đéo gì. Ê ê. Bên cầu, bên cầu. Bên cầu. À nó có quả phát bên này nè. Để đèo không? Mày test không? Bên cầu. Chạy ra canh cầu chơi coi. Tao muốn súng gì ngon chết cũng đéo tiếc. Không mà chơi. Có xe mình, lại lấy xe mình. Đi đâu? Mày đừng có đứng ở đây, tao lấy xe tao vòng qua đón mày. Mày đứng đâu mày núp vô đi. Ôi. Có một cái xe cà tàng đằng kia. Chạy đi. Đây tao thấy nó rồi. Tao thấy nó rồi Minh. Ồ, mình ngay cạnh cái kia luôn. Yếu rồi, bòi. Ở cái lồng má. Gì? Mà chết à? Để tao ra. Nó đi ngang cầu. Ê, tao không có đạn. Nó đi luôn rồi. Tao lấy xe đón mày cho. Tao không có đạn. Ôi giời, ui. Gì nó. Lên. Coi chừng. Ôi. Mày coi tao lái nè, đéo phải như T3 đâu. Ôi có cái xe nữa kìa. Xe đâu?
Ủa nhưng thôi má đi vô rừng đi chắc ăn. Nó đi đường ngoài nguy hiểm quá. Nhưng mà tao đâu có đạn, tao mở tao còn có mấy chục viên đạn à, hai mấy viên à. Cái gì? Kiếm đạn, kiếm đạn, kiếm đạn á. Trời ơi, có đạn 762 à. Mày có đạn 556 không? Không, mày mày có mấy cây súng rồi? Shotgun với lại các kiểu. Tao mới lượm SKS nè. Tao cầm súng lục. Tao mới lượm SKS. Đồ, đánh scope lên. Ừ. Mà mày có mấy cây súng không? Súng dài rồi. Có súng này súng dài không? Tao thì tao đưa mày M16 của tao. Ừ. Đó, cầm đi. Từ từ nha, để coi cái giọng thui chỗ nào đã. Cái bên cái dãy nhà sau lưng mình kiểu gì cũng có, mà đừng đừng có đi ra ngoài cửa sổ nữa. Đi qua nhà cái bên cái. Đi mình. Có cái gì đó. Ý 256. Đó lượm đi. Ừ 256 của cái M16 á. Còn phải xe tờ là cái gì? Trời đủ má đạn đóng đây rồi này cha. Vô đây. Hai cây súng luôn. Cái gì đùa nhau à? Ui. Cái gì đó M16 Scar. Mày lượm Scar đi, tao lượm M16. Rồi thôi mày giữ luôn đi, tao giữ tao lượm gân cho. Từ từ. Đẹp mẹ mình. Sao quăng súng súng đéo nạp đạn mày? Hả? Sao súng đéo nạp đạn? Có mà. Có không? Nhà cạc nhiều cửa vậy. Ở 16 này. Xài đây tao đâu xài đạn 56 đâu. Ờ mình. Cái 16 nè, có hai cái 16 đây nè. Biết rồi nhưng mà tao có sự gân rồi. Tao khoái bắn sự gân hơn. Nhà này dạo này đang bay thuật. Tim thuật, tim thuật. Tim thuật. Hôm qua bắn sự go set go đúng một trận đúng hay luôn. Này dạo này đang bay thuật. Đồ má không không 14. Đấy lộn, 14 không. Xong thua ngược lại, xong rồi thua ngược lại 14-16. Cái lòng má đéo hiểu. Tao đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn á. Easy, easy thua ngược. Ông má thua một lần 16 trận luôn. Ông chắc bên kia tóc gò rồi á, bên kia bạch rồi. Ông má vãi thiệt. Ê. Cái gì vậy? Má ẩu á con. Chết đó cha. Cái đủ mắt thì người ta đi má mình ẩu vãi. Đi. Sorry. Rồi, mình lại ở xa nữa rồi. Quay lộn xa thế. Rồi lấy xe đi. Xuống nhà lấy xe đi. Ủa xe tao đậu đâu ta?
Xe tao đậu đâu mình? Đi thẳng. Bên này. Bên này. Ở đây nè. Ui. Ủa, xe đâu rồi? Sao giờ phải chạy ngược vòng về bên đó lại vậy ta? Đủ mà, nãy đi qua khỏi đó rồi. Có chiếc bút ghi đéo lấy đi đi chiếc này đáng đời ghê. Mày đùa nghe không? Giờ đâm thẳng đi, đâm thẳng đi. Nó bắn kìa. Mình ơi. Cái xe lồn này con địch mẹ nó. Bên trái mà. Mày đợi đấy, đó, để anh lên đòi đã. Xe như cái luồn. Đầu này chắc lên rồi chứ nhỉ. Đây nữa. Má, tôi chán quá. Khoan. Tôi chán xe này quá. Đi về bên trái kìa, chứ đừng phải thoát được nhà. Bắt à. Mình vô phòng rồi. Ê. Gì? Tiếng xe đâu vậy? Nghe không? Ý, mô tô. Bên, từ, bên trái có xe, bên trái có hai thằng. Đây rồi. Ôi, chưa ngủ rồi. Mày hả bưởi? Ủa? Có cái thằng nào? Ê, đâu nó vậy? Bên phải. Mày chết hả? Bỏ ra đây. Đang bò. Bỏ ra đây. Ê, nó bắn lắm nào. Đâu nổi đâu, mày sống đi. Bỏ vô xe chưa? Ủa, what the fuck? Chẳng mày có phích e-kit không vậy? Có 10 cái bánh đèn. Nãy chắc tao trúng mày rồi Minh ơi. Ai vậy? Anh 10 cái bánh đèn. Ê kìa. Hai thằng. Đang bắn nhau. Hai thằng đó bắn nhau hay bắn tao? Đâu phải. Địt mẹ nó súng này.
Tụ má. Trên đầu. Trên đầu. Tỉ mẹ. Mình chết vội vàng quá, đéo cover kịp. Sao tao bắn mà nó Sao? kỳ ta, Sao? tao bắn nó đéo trúng vậy á. Không phải đâu, mày chưa quen á. Hồi lúc tao mới chơi cũng vậy, tao bắn đéo trúng gì hết trơn á, nhưng mà mày từ từ từ. Tại Chết đạn chết cái đường bắn này nó chết kỳ chết lắm. Cái gì? cái thằng bánh mày nó bị xảo cái băng U13 vào đầu. Trời vãi lồn. Cái đường bắn này nó kỳ lắm, không phải như cái đường game khác đâu. Mình chưa quen á. À còn cái thằng sắp chết nữa. Thôi, tao đi ngủ nha. À Giờ tao chờ anh em đi học nữa. thôi nghỉ đi. Mình công rồi.